Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toán Thư. Quý vị thân mến, truyền thuyết Thánh Gióng là một trong những câu chuyện mà bao thế hệ người Việt đều đã từng nghe qua ít nhất một lần trong đời. Tưởng rằng Thánh Gióng chỉ là một nhân vật được thần thánh hóa, thể hiện tư tưởng và ước mơ của người Việt. Thế nhưng mới đây, cả nước vô cùng sững sờ khi tiến sĩ Hán học Cung Khắc Lược và tiến sĩ Lương Văn Kế đã công bố những phát hiện gây sốc về nguồn gốc của Thánh Gióng. Không ai có thể ngờ rằng Thánh Gióng lại có xuất thân rất rõ ràng, thậm chí dòng họ của ông vô cùng danh giá. Chưa hết, theo tiết lộ, Thánh Gióng trong đời thực đã có những hành động, việc làm hoàn toàn khác xa với truyền thuyết, khiến hậu thế phải kinh ngạc. Vậy Thánh Gióng là nhân vật có thật nào trong lịch sử Việt Nam? Còn những góc khuất nào về thân thế của ông mà ít người biết? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi giải mã ngay sau đây. Kể từ khi ra đời, truyền thuyết Thánh Gióng mang đậm những giá trị tiêu biểu, đặc thù của người Việt. Như chúng ta đã biết, Thánh Gióng được xem là một trong bốn vị thánh bất tử được nhân dân tôn kính thờ phụng. Nếu như người đứng đầu trong tứ thánh là đệ nhất Đức Thánh Tản hay Sơn Tinh là vị thần núi Tản Viên ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, tượng trưng cho ước vọng chinh phục tự nhiên, chiến thắng thiên tai, thì đệ nhị Đức Thánh Gióng hay Phù Đồng Thiên Vương tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm. Trải qua hàng ngàn năm, sự trường tồn của Thánh Gióng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam và việc thờ cúng ngài còn thể hiện khao khát về sức khỏe, tinh thần thép vươn lên mọi thử thách. Song ít ai biết rằng, không chỉ dừng lại ở những hình ảnh đậm màu sắc thần bí, hình ảnh anh hùng Thánh Gióng đã thực sự xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Mới đây, tiến sĩ Hán học Cung Khắc Lược và tiến sĩ Lương Văn Kế đã bất ngờ công bố những phát hiện mới về nguồn gốc Thánh Gióng. Những công bố này được căn cứ vào một bản thần phả của đền Bộ Đầu, xã Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội. Theo thần phả thì Thánh Gióng có xuất thân rõ ràng, có cha, có mẹ. Đặc biệt, dòng họ Đồng của ông nổi tiếng với những chiến công trị thủy, giúp nước cứu dân. Chưa hết, theo tiết lộ, Thánh Gióng đời thực còn có những hành động việc làm khác xa so với trong truyền thuyết, khiến nhiều người vô cùng sững sờ. Vậy rốt cuộc, Thánh Gióng có xuất thân như thế nào? Còn những bí mật động trời nào về nguồn gốc, dòng họ của Thánh Gióng mà chưa được hé lộ? Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ý nghĩa hình tượng Thánh Gióng ngay sau đây nhé! Bao quanh truyền thuyết Thánh Gióng là vô số câu chuyện kể về dân gian về xuất thân của một vị anh hùng có công chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. Bởi vậy không khó hiểu khi hầu hết mọi người đều muốn dành tặng nhau những kỷ vật thật đẹp về hình tượng người anh hùng ấy như một món quà hết sức thiêng liêng và độc đáo. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa hình tượng Thánh Gióng. Truyền thuyết Thánh Gióng là một phần ký ức của rất nhiều người. Khi ấy là đời Hùng Vương thứ 6, ở Lăng Gióng có vợ chồng ông lão chăm làm ăn và có tiếng là Phúc Đức nhưng vẫn chưa có con. Một hôm, bà Gia Đồng trông thấy một vết chân to quá, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử để xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà, bà thụ thai và 12 tháng sau sinh một thằng bé mặt mũi rất khôi ngô. Nhưng lạ thay, đứa trẻ lên 3 tuổi vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy. Giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Trước tình thế giặc mạnh, nhà vua cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tin, bỗng dưng cất tiếng nói, mẹ ra mời sứ giả vào đây. Sứ giả vào, đứa bé bảo, ông về tâu vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn. Càng lạ hơn nữa, sau không gặp sứ giả, cậu bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, thành thử phải chạy nhờ bà con hàng xóm. Bà con đều vui lòng gom góp gạo thóc nuôi chú bé vì ai cũng mong chú giết giặc cứu nước. Giặc đã đến chân núi Châu, sứ giả đem theo ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái, bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Đám tàn quân dẫm đạp nhau trốn chạy. Thánh Gióng về nhà, dập đầu lạy mẹ, tạ ơn công nuôi dưỡng sinh thành, rồi lên đỉnh núi, cởi áo giáp sắt bỏ lại, cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời. Vua nhớ công ơn, không biết lấy gì đền đáp, phong là Phù Đồng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà. Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Đồng, tục gọi là làng Gióng. Mỗi năm đến tháng 4, làng mở hội rất to. Người ta kể rằng những bụi tre đằng ngà ở huyện Gia Bình vì ngựa phun cháy nên ngả màu vàng óng và những vết chân ngựa nay thành những hồ ao liên tiếp. Như vậy có thể thấy, hình tượng Thánh Gióng đã thể hiện tinh thần và sức mạnh của người Việt trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm giữ nước.
tưởng rằng đây chỉ là một nhân vật được nhân dân thần thánh hóa, thể hiện tư tưởng và mơ ước của người Việt. Thế nhưng mới đây, cả nước vô cùng kinh ngạc trước những công bố của các nhà nghiên cứu. Cụ thể, tiến sĩ Hán Học Cùng Khắc Lược và tiến sĩ Lương Văn Kế đã tiết lộ những phát hiện mới về nguồn gốc thực sự thánh gióng. Những công bố này được căn cứ vào một bản thân phả của đền Bộ Đầu, xã Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội. Theo thần phả thì thánh gióng có họ Đồng, xuất thân rõ ràng, có cha, có mẹ. Đặc biệt, dòng họ Đồng nổi tiếng với những chiến công trị thủy, giúp nước cứu dân. Vậy thực hư về nguồn gốc xuất thân của thánh gióng như thế nào? Còn những góc khuất nào về thân thế của ông mà lịch sử giấu kín bấy lâu nay? Sau khi khảo cứu di tích đền Bộ Đầu thờ Phù Đồng Thiên Vương, tên thường gọi là đền Quan Thánh, nằm trên cánh đồng giữa hai thôn Bộ Đầu và Thượng Giáp ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, các nhà khoa học đã có những phát hiện mới rất có giá trị về mặt lịch sử văn hóa. Đặc biệt, trong hậu cung của ngôi đền và cũng đồng thời là chùa Khang Trang đứng đó, uy nghi lẫm liệt, pho tượng Đức Đồng Sóc Thiên Vương cao tới 6 mét. Đây có lẽ là pho tượng cổ lớn nhất trong di sản văn hóa dân tộc còn lại cho đến ngày nay. Ngài đầu đội mũ bách tinh chói lọi, mặt đỏ hồng mẫu cánh sen, đôi mắt sáng quắc nhìn về phương Bắc, hai chân dẫm lên lưng hai con dao long, tay phải cầm long đao, lòng tay trái nâng thờ mộ tháp của mẫu thân. Hai bên tả hữu là bát bộ đại kim cương chia làm hai hàng đứng hầu phía sau, mỗi pho cao hơn 3 mét. Bản thân phả gốc của ngôi đền này được tìm thấy trong Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ngoài bìa có đóng dấu bầu dục của Viễn Đông Bắc Cổ thời Pháp thuộc. Thân phả do Hàn Lâm Viện, đồng các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn bằng Hán Văn vào năm thứ nhất niên hiệu Hồng Phúc, triều Lê Anh Tông 1572. Nội dung bản thân phả thờ Đức Đồng Sóc Thiên Vương này có nhiều điểm khác lạ so với truyền thuyết thánh gióng quen thuộc. Mẹ thánh gióng có tên họ và xuất xứ rõ ràng. Người không phải là một bà già lúng tuổi xấu xí như huyền thoại dân gian lưu kể, mà là người con gái có nhan sắc của thánh thần. Khi cô tròn 16 tuổi, gương mặt hồng tươi, mắt tựa ánh trăng rằm hồ thu, nhan sắc tuyệt vời, nghiễm nhiên thành một trang giai nhân tuyệt thế. Lại có điều lạ thường, trên đầu nàng luôn hiện một vầng hào quang ngũ sắc lãng đãng như cánh chim loan. Dù nàng đi đâu, đi chơi hay đi lấy củi hay làm đồng thì vầng hào quang đó vẫn bay ở trên đầu, tứ bề muôn đóa huy hoàng quấn quýt, một vùng gió biếc hương đưa ngàn ngát. Người phụ nữ này sau trở thành vợ yêu của đại quan lang họ Đồng tên gia vùng Đại Mạn Châu danh giá. Tuy nhiên, hồng nhan bạc mệnh, chỉ một năm sau chồng bà qua đời, bà vào tu tại chùa Hoàng Nham do đường thiên thụ mà có thai. Sau 3 năm 4 tháng sinh được một bọc hình như đóa sen hồng còn phong nhụy, lúc nào cũng thoang thoảng hương đưa và có những dải mây cầu vồng quấn quýt. 7 tháng sau, bông sen còn chưa nở. Chỉ khi vua Hùng đưa về cung ngày đêm chăm sóc, dần dần đóa sen mới nở hình hài nhi. Hài nhi đó chính là vị anh hùng lẫm liệt mang tên thánh gióng mà dân gian vẫn nhắc tới với sự thụ thai kỳ lạ mang tên vết chân to. Dòng họ Đồng từ ngày đó càng danh giá. Tiến sĩ Lương Văn Kế, người gắn cả tuổi thơ với ngôi đền Phù Đồng Thiên Vương, hé lộ rằng người cháu 13 đời của ông Đồng Sóc đã tiếp tục sự nghiệp lừng lẫy của tổ tiên mình. Thần phả mà các ông tìm thấy còn cho biết sự nghiệp thực sự của những ông thánh gióng này không chỉ là đánh giặc. Điều thú vị hơn, cả hai ông đều rất hiếu thuận với mẹ. Điều sẽ được làm rõ khi hội thảo về ông gióng thứ hai được công bố. Sự tồn tại của dòng họ Đồng đã quá rõ ràng. Vấn đề là làm thế nào để chấp nối được liên tục phả hệ của dòng họ này mà thôi, tiến sĩ Lương Văn Kế nói. Đáng chú ý, sự khác biệt trong câu chuyện về thánh gióng trong thần phả và truyền thuyết không chỉ thể hiện ở dòng họ và sự thụ thai, mà còn khác biệt ở chiến công của ngài Phù Đồng Thiên Vương. Đó là một tâm thức khác của người dân về vị anh hùng dân tộc, tiến sĩ Lương Văn Kế nói. Thánh gióng của thần phả này là một vị anh hùng trị thủy. Đây là một điều nghe hết sức hợp lý và đối với những kẻ hậu sinh là vô cùng lý thú, tiến sĩ Cùng Khắc Lược nói. Một trong những hiểm họa luôn rình rập đất nước ta đó là lụt lội. Cho đến giờ, một năm chúng ta phải đối mặt với không biết bao nhiêu trận lũ, nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu này. Theo thần phả, thủa ấy, ở động Xích Thủy do Hùng Vương trị vì, có thần tướng Đăng Xà nổi lên cướp bóc suốt từ dẻo Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Hóa đến Thái Nguyên. Quân giặc được mô tả mặt thú hình yêu, đầu rắn mặt cá như là hiện thân của những cơn lũ và những loài thủy quái làm hại dân lành. Bộ thần phả như một thiên anh hùng ca hiếm hoi của Việt Nam diễn lại trận đánh và cuộc đời vị thiên vương lẫm liệt. Thiên thần lập tức xông thẳng tới nơi giặc ở động Xích Quỷ bên núi Ngũ Lĩnh. Tướng giặc Đăng Xà bấy giờ đang giữa trăm quân hầu cận, trông thấy ngài bèn hồn bay phách lạc. Bọn tả hữu vội tẩu tán.
thần tướng bắt sống được tướng giặc Đằng Già bên chân núi Nghĩa Lĩnh, chém nó thành ba đoạn. Tàn quân giặc Xích Quỷ bị đánh tan tác như tro bụi, thần tướng trở gót một mạch về triều, tới trước mặt vua nói: "Ơn bú mớm thật là sâu nặng, xin nhà vua hãy thay ta chăm sóc mẹ." Dứt lời, thiên thần cầm đao long vút thẳng lên trời. Lòng hiếu với mẹ của ông Gióng không ngừng ở đó. Khi ông đã về trời, nhận được tin mẹ mình đang bị thuồng luồng ăn thịt, ông bèn giáng thế cứu mẹ mình. Đoạn hùng ca Thánh Gióng cứu mẹ làm thỏa lòng người Việt về tâm thức cao đẹp của dân tộc. Đầu ngài đội mũ bách tinh trói lọi, thần khoác long bào kim giáp, mặt đỏ như mặt trời, mắt sáng như sao. Một chân ngài đặt giữa đồng, còn chân kia giẫm chết đôi sao long bên bờ sông. Ngài nâng mẹ lên lòng bàn tay trái. Bỗng nhiên, thi thể mẹ hóa thành ngôi tháp lớn ngay trong lòng bàn tay ngài. Hình ảnh hai con sao long quấy phá đó, theo tiến sĩ Lương Văn Kế, cũng tượng trưng cho hiện tượng lũ lụt và thủy quái quấy phá dân lành. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, thì hiện trong dân gian và các thần phả vừa mới tìm thấy còn một phiên bản Thánh Gióng thứ ba. Có thể thấy, trong tâm thức của dân gian, Thánh Gióng là một trong bốn hình tượng tứ bất tử của Việt Nam, được suy tôn như biểu tượng của sự trường tồn, bất diệt của dân tộc, đất nước từ thuở xa xưa cho tới ngày nay. Với những giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và lưu truyền khá nguyên vẹn qua nhiều thế hệ, thông qua hình thức những đám rước, các cờ hiệu, hiệu trống, hiệu chiêng, diễn sướng dân gian, múa hát ải lao, múa hổ. Mới đây, tiến sĩ Hán học Cung Khắc Lược và tiến sĩ Lương Văn Kế đã công bố những phát hiện mới về nguồn gốc của Thánh Gióng. Những công bố này được căn cứ vào một bản thần phả của đền Bộ Đầu, xã Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội. Theo thần phả thì Thánh Gióng có họ Đồng, xuất thân rõ ràng, có cha có mẹ. Đặc biệt, dòng họ Đồng nổi tiếng với những chiến công trị thủy, giúp nước cứu dân. Khác với Thánh Gióng trong truyền thuyết dân gian, ông Đồng sóc khi về trời nhận tin mẹ gặp nạn lại quay trở lại cứu. Ngài nâng mẹ lên lòng bàn tay trái, bỗng nhiên thi thể mẹ hóa thành ngôi tháp lớn ngay trong lòng bàn tay ngài.